Xin chào tất cả các anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của siêu thị lồng chim. Ngày hôm nay thì em tôi quay cho anh em một cái mẫu lồng chim cu trần vô cùng đẹp. Đấy, đây là một chiếc lồng thiết kế gắn lá tùng ở phía trên. Với những cái chú chim này thì anh em xích cu này. Đấy, chỉ cần mua thêm những cái dây xích cu. Đấy, vào lồng vô cùng đẹp luôn, rất là đơn giản. Những cái chiếc lồng này thì phù hợp với những chú chim mà đã thuần rồi. Đấy, anh em chọn những chiếc lồng này nó vô cùng đẹp, mình để trong nhà vừa tiểu cảnh đúng không ạ, vừa là nơi để mình có thể để chim ở đây. Khi mà sở hữu chiếc lồng này sẽ được tặng kèm phụ kiện như hình, có giỏ thóc, có cống thủy tinh. Đấy, một chiếc lồng nhìn rất là đơn giản nhưng mà nó lại là tiểu cảnh bonsai vô cùng đẹp mắt. Đấy, anh em nào mà thích cái mẫu lồng này thì có thể đặt hàng với siêu thị lồng chim. Các mẫu cu trần này thì kiểu dáng nó sẽ khác nhau đôi chút nhá, bởi vì nó còn phụ thuộc vào cái phần gốc cây. Đấy, gốc cây mà tạo dáng cho chiếc lồng. Em nhìn thấy đẹp không ạ? Cùng đẹp rồi. Anh em đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với siêu thị lồng chim theo số điện thoại 0984 217 365 hoặc 0964 27 8585 nhé. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh em. Anh em nhớ subscribe kênh YouTube của siêu thị lồng chim để xem thêm rất nhiều các cái mẫu lồng cu khác cũng như là các mẫu lồng chim khác nhau. Để anh em có thể lựa chọn trong bộ sưu tập lồng chim của mình. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em.